Hello, hôm nay là ngày thứ bảy, 14 tây tháng giêng năm 2017. Chương trình khai dân trí số 26 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy thưởng thức một bài hát. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Lisa sẽ vào câu hỏi đầu tiên luôn. Chị ơi,
Không biết tại sao mà họ nói rằng họ sẽ bắt buộc Google, Facebook cũng như là YouTube sẽ vấn đề là kêu bằng hợp tác với họ kìa chị. Em sợ trong tương lai họ sẽ vấn đề là hợp tác, họ biết được hết. Trả lời cho em. Cái đảng đĩ nó chỉ có rung cây nhát khỉ mà thôi. Ngày hôm qua chị đã gọi lên Facebook rồi. Người ta nói đối với cái đảng đĩ đó, cái đảng cộng sản súc vật đó, người ta không có thèm đếm xỉa tới, cho nên họ kêu chị bên đây cứ tự nhiên, tự do và tự tại lên đào mồ cuốc mã lên những cái chương trình. Facebook không bao giờ làm việc với đảng cộng sản, bất kỳ đảng cộng sản nào, đảng cộng sản súc vật thổ tả của vấn đề là Việt Nam cũng như đảng cộng sản của thằng Tàu Cộng hay là của thằng Cuba, Facebook người ta không bao giờ người ta hợp tác hoặc người ta làm việc cả. Cho nên các bạn ở Việt Nam, Lisa đã nói rồi, các bạn đừng bao giờ mà nghe những cái luận điệu mà xuyên tạc của cái lũ súc vật, của cái lũ đầu bò. Các bạn nghĩ sao khi mà Facebook chỉ cần làm ăn hay là nó hợp tác với cộng sản là cộng đồng hải ngoại người ta kiện nó, có thể nó xúc cái quần luôn. Hôm qua Lisa gọi lên vấn đề là Facebook, Lisa hỏi nó, nói mày nghĩ đi, một năm tụi tao vô gần hơn 30 tỷ đô la về tiền quảng cáo được kia không, tụi tao đâu thể nào mà tụi tao đi hợp tác với một cái thằng súc vật, một cái thằng độc tài, một cái thằng mà vấn đề là nhân quyền Liên Hiệp Quốc người ta đang chuẩn bị, người ta đưa nó vào vấn đề là vòng cấm vận, một cái chế độ mà Hoa Kỳ cũng như quốc hội người ta chuẩn bị, người ta vấn đề là phong tỏa những cái tài sản của nó trơn, thì làm sao mà tụi tao vấn đề là đi vào mà làm ăn được. Bởi vậy mà cho nên vấn đề là kêu bằng cái bản chất mà vấn đề là mất dạy dốt nát của cái đảng đĩ bây giờ là nó hù dọa người dân ở Việt Nam như vậy mà thôi, nó làm cho các bạn run sợ mà thôi. Những người nào giỏi về computer các bạn có thể đi vào để mà các bạn nghe Lisa, hoặc ở Việt Nam nếu nó sợ quá bởi vì Lisa đào mồ cuốc mã nó mà nó có chặn Facebook, thì tất cả các em và các bạn cũng vô những cái chương trình để mà vượt qua cái vấn đề là bức tường chặn của nó để mà đi vào đây để mà coi những cái tin tức ở trong đây. Các bạn thấy không, mấy em ở Việt Nam, mấy em lớp nhỏ học sinh thôi đó mà nghe lời của Lisa, quay cái video gửi cho Lisa đó, các bạn thấy không, cầm cái phone đó bằng chân các em có tí xíu à, dễ thương lắm, mà các em lấy cái hình của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh các em đạp vô trong mặt, các em dậm vô trong mặt đó, đó các bạn thấy không đó. Có đứa vô nói chuyện dễ thương lắm, chị ơi chị, em tính ỉa trên mặt của Hồ Chí Minh nhưng mà lúc đó bạn của em trong lớp đông quá cho nên em không dám làm, mắc cỡ nít mà còn nhỏ đó, nó nít mà, có một thằng bé trai đó nó dễ thương lắm, nó vô nó nói trong lớp của con cũng có nhiều người lắm, con tính tè lên mặt của thằng Hồ Chí Minh cô, nhưng mà con thấy đông quá cho nên con không làm luôn. Mấy đứa nhỏ Việt Nam nó dễ thương vậy đó, cho nên các bạn thấy không, nó bởi vậy cho nên những này là đối với cái lũ mà chó đẻ, cái lũ đầu bò, cái lũ súc vật cộng sản là không phải như vậy đó nghe. Cho nên các bạn yên tâm đi nha, ở bên hải ngoại này nha, đảng đĩ không thể nào mà vấn đề là kêu bằng đó là hả mà đi vào, hoặc là vấn đề là kêu bằng là Google, Facebook, YouTube, người ta không có nghe lời đảng đĩ. Cho nên các bạn yên tâm ở Việt Nam đi nha. Nó có thể nó độc tài, nó chặn những cái mạng ở Việt Nam thôi. Bởi vì trong dịp Tết này cũng có thể là Lisa nhận được một cái bản tin là nó đàn áp. Tại vì người dân trong nước bây giờ nhìn ra được bản chất của đảng đĩ. Cho nên nó sợ những cái cuộc mà trong Tết nổi lên nó đưa tin tức ra bên nước ngoài. Bởi vậy mà cho nên nó giáo bộ nó nói cáp quan bị đứt, ba bốn mạng kết nối với quốc tế bị đứt. Cho nên vấn đề là nó không có vấn đề là kêu bằng hoạt động nữa. Nó đợi qua Tết nó mới sửa. Bởi nó sợ trong cái Tết này người dân, người ta sẽ vấn đề là nổi dậy, người ta sẽ đứng lên, người ta sẽ đòi những cái quyền của người ta, bởi vì giặc Tàu nó đã đi vào Việt Nam rồi, thằng chó đẻ trọng lũ nó đã vấn đề là bàn giao, nó đã ký 15 cái bản án tử hình cho dân tộc Việt Nam rồi, các bạn thấy chưa? Hả? Hả? Bây giờ đó những cái lũ mà vấn đề là cuồng hồ cuồng đảng nó lên trên đây đó, bây giờ giỏi vấn đề là kêu bằng là làm sao đi, làm sao để cứu đất nước Việt Nam đi. Lên đây hỏi cái trời, bố con điên. Tao điên mà bên đây tao ngồi tao biết hết tình hình. Gặp thằng Tàu hôm qua nó nói được kìa. Nó nói mày hay tính gì chưa Lisa? Lisa nó chưa, tao chưa hay tính chứ. Nó nói nước Việt Nam đã thuộc về của China của tao rồi. Tao nói ủa sao kỳ vậy? Nó
Tại vì thằng chó đẻ vấn đề là trọng lũ của mày nó qua nó ký rồi. Cho nên bây giờ dòng họ của tao ở bên China nó kêu tao đó là đừng có đi làm hãng xưởng bên Mỹ này nữa, mà phải đi về ở bên Tàu á để chuẩn bị đầu tư đi qua Việt Nam. Bởi vì Việt Nam trong những cái nơi mà vấn đề là thôn quê được kia đó nó còn hoang vu dữ lắm. Người dân ở đó ở với chế độ chó đẻ cộng sản 42 năm rồi, 42 năm bây giờ người dân ở đó nó giống như là nó khù khù khờ khờ vậy đó, giống như bị tâm thần vậy đó. Bây giờ tụi tao qua bển, tụi tao đi thành từ nhóm dòng họ tụi tao sẽ tung tiền ra để mà vấn đề là mở những cái nhà hàng để mà những này tao bay ở tao ông định. Tao nói ôi ơi đi mày mở nhà hàng là ai ăn đó, đâu còn ai ăn đâu. Tao mở nhà hàng đầu tiên là tao lấy thịt của người Việt Nam đó, bắt đầu là tao làm bánh bao tao ngồi tao bán cho Việt Nam ăn, rồi chừng nào mà tao thuốc cho nó chết mẹ á, rồi lúc đó người Tàu của tụi tao qua nhưng này là ở tràn đầy Việt Nam trong thì tao ở thôi. Các bạn thấy không? Cho nên cái lũ mà đầu bò ốc chó ở tại Việt Nam nó đang nhồi nhét cho người dân đó, các bạn thấy lên TV nó nói không đó. Bây giờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi qua bên Tàu à, đã ký 15 văn bản là xã hội của chúng ta bây giờ sẽ được đi qua lại à, làm ăn qua lại, cửa khẩu qua lại à, trời ơi là trời, cái gì cũng qua lại, du lịch cũng qua lại nữa, gái Việt Nam bây giờ trong tương lai cũng qua lại với trai của Tàu luôn à, vui ghê không. Sông liền sông, núi liền núi, Việt Nam Trung Hoa hai người nằm liền với nhau luôn đó, trai gái nằm liền mẹ với nhau hết à, nó nằm liền với nhau xong rồi bắt đầu là kêu bằng nó ở chơi chơi cho đã rồi rồi bắt đầu là kêu bằng là tao đem mày ra tao mổ bụng mày để tao lấy mẹ nội tạng của mày luôn à, cửa khẩu mà à, đó kìa thằng tổng lú nó đã ký 15 văn bản, tụi bay có nghe không đó, tụi bay thấy không. Tất cả những cái thằng tướng lãnh của tụi bay, tất cả những này là kêu bằng là chết chục triệu người dân Việt Nam tụi bay phải chấp phải thi hành những này là kêu bằng lệnh của thằng tổng lú đi, nó đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nó qua nó ký 15 văn bản đó à, bây giờ là xã hội chúng ta đã qua lại rồi, làm ăn cũng qua lại, cửa khẩu cũng qua lại, du lịch cũng qua lại à, cái gì cũng qua lại hết trơn á à, trong tương lai các bạn yên tâm đi, vợ của các bạn cũng qua lại với thằng Tàu Cộng bây giờ đi nè. Lisa nhận được một cái bản tin, Lisa nhận được cái bản tin mà Lisa buồn lắm. Lisa rất là buồn bởi vì con dân Việt Nam của mình ở trong nước, các bạn biết không, họ không có công ăn việc làm, họ không có công ăn việc làm, cho nên họ phải vấn đề là kêu bằng đó là họ phải vấn đề là đi qua vấn đề là kêu bằng là ở bên thằng đi đi vô làm những cái hãng của thằng Tàu Cộng, đi vô làm những cái hãng của thằng Tàu Cộng. Rồi bây giờ nó đào một cái đường hầm mà từ ở tại Formosa đó, một cái đường hầm khủng hoảng luôn, mà nó chở người ta gọi là xe bít bùng đó, tức là người công nhân nào mà làm trong đó đó là được lên những cái xe bít bùng hết để mà đi vô đó đào. Mà khi đào xong rồi có nhiều người trốn ra rồi đó, nó bắt được, nó giết chết, nó đem qua bên Tàu, nó mổ nội tạng, gia đình cũng không ai biết hết trơn. Ở Việt Nam những người nào mà có con em của mình mà đi làm cho những cái hãng của Tàu Cộng hoặc vô những cái nơi này, nó không có cho người Việt Nam vô làm xong rồi là nó giết luôn đó, giống như dạng Lý Trường Thành vô làm là nó giết luôn. Mà nếu con mình mà không có gặp về hay gì rồi là phải mau mau la làng lên nha. Bây giờ nó xây cái đường hầm từ ở ngoài Bô Xít Lâm Đồng đi thẳng vào Đồng Nai luôn. Lisa nhận một cái tin như thế này đi, các bạn thấy đau đớn cho dân tộc Việt Nam chưa? Ừ? Các bạn thấy đau đớn không? Ừ? Máu ở Việt Nam bây giờ nó đã rút hết trơn, nó đem đi ra ngoài, vấn đề là ngoài Bắc hết trơn, nhưng mà nó thiếu cái chữ là kinh ở trong trọng. Nó chỉ giả bộ nó nói là lấy máu của những cái học sinh đôi khi người miền Nam để chuyển ra ngoài viện huyết học ở ngoài Bắc, nhưng mà nó không dám nói là Bắc, nó không dám đề chữ kinh vô, bởi vì Bắc các bạn cứ tưởng ra là miền Bắc nhưng thật sự ra là Bắc Kinh đó, nó quên bỏ cái chữ kinh vô. Thằng cộng sản mà, thằng đảng đĩ nó chơi mà, nó chơi chữ không à. Cho nên các bạn đừng bao giờ chờ đợi, toàn dân bây giờ phải ý thức, phải đứng lên. Còn nếu người dân không đứng lên là chỉ có chết thôi. Lisa nói thật, người dân Việt Nam mà không đứng lên là chỉ có chết thôi. Người dân mà không đứng lên là ta nói trong tương lai đó là ở Việt Nam không còn cái gì nữa hết. Chị ơi đau lòng quá, chị ơi bọn thú vật nó làm một vụ nữa nè chị ơi. Tin này chị rảnh chị coi đi nha chị. Đi nghĩa vụ nó giết luôn nè chị ơi. Trời ơi em nhìn thấy nó cái lần mổ em thấy ghê quá chị ơi. Nó mổ cái anh đó một lần dài thòn, chắc ở trong trỏng tim gan rồi, cái không còn cái gì chân còn mẹ gì. Em thấy mổ kiểu đó em nghĩ là còn không ừ? Nó mổ nó mai một đường từ ở trên cổ ở trên đây mà dài xuống tới ở dưới vấn đề là bọng đá vậy, em nghĩ nó còn gì không, còn gì hết trơn á nha. Ừ.
Chị Lisa ơi, chị nói với tất cả mọi người dân ở trong nước, nếu wifi mà bị chậm thì mọi người cứ việc đồng loạt gọi lên tổng đài chửi cha mắng con gái mẹ nó đi. Sáng hôm qua em gọi lên em chửi cho một trận, em đòi em cắt mạng luôn. Nó sợ quá nên nó mở băng cho em được thông rồi, nên giờ em ra vào mạng bình thường. Nên chị vấn đề là kêu bằng cứ nói với nhỏ đi nhé. Chị yên tâm đi, tụi nó có chặn Facebook thì tụi em cũng có những cái chương trình để mà tụi em vượt qua và nghe được chị mà thôi. Đó, cho nên không có gì mà phải sợ hết. Chị nói với tất cả mọi người hãy nên chửi cha mắng mẹ nó lên tổng đài đi nha chị. À ok. Chị ơi, hàng chục chuyến bay của thằng Tàu Cộng nó xâm phạm vùng kiểm soát của Việt Nam kìa chị. Tại sao vậy chị hả? À, thì nó kiểm soát mà, nó bay qua những này là dùng của Việt Nam để mà nó, những này là nó vô được cái vùng của Việt Nam để mà nó kiểm soát. Thằng Cộng sản Việt Nam bây giờ đã xong rồi. Đã xong rồi đó, Việt Nam bây giờ là xong rồi đó, game của nó đã over rồi. Thấy tội nghiệp dữ lắm, người dân Việt Nam bây giờ tội dữ lắm. Giấu tên Lisa. Nó làm người Việt Nam không đoàn kết. Nó làm người Việt Nam không đoàn kết được Lisa ơi. Muốn thoát khỏi Việt Nam có đường nào đi không Lisa ơi? Thật sự là bị đánh cho tới chết. Mình ở Trà Vinh đó Lisa, bọn Tàu nó thâu tóm hết Trà Vinh rồi. Lisa ơi Lisa, Tàu Cẩm nó thâu những công ty ở Trà Vinh nhiều lắm. Và hiện giờ bọn Tàu Cẩm nó đang đóng chốt ở những cái đất Trà Vinh. Cho nên mình bây giờ sợ quá Lisa ơi là Lisa. Sợ thì phải ở lại Việt Nam để mà đổi mạng với nó, chứ làm sao mà sợ mà vấn đề là kêu bằng đó là tìm cách mà để vấn đề là kêu bằng đó là mẹ chạy đi được. Các em đi hết vậy rồi thì chẳng khác nào nước Việt Nam dân trọn cho thằng Tàu Cộng thôi. Mình là trai nước Việt, không có sợ chết. Chết chỉ là một giai đoạn từ kiếp này chuyển sang kiếp khác mà thôi. Chị là phụ nữ thật, nhưng mà nếu thằng Tàu mà đi vào Việt Nam mà nó giết hết cái lũ chó đẻ đảng, cái lũ lộn đảng Cộng sản Việt Nam, chị cũng là người vận động với Donald Trump hoặc là chính phủ của Hoa Kỳ để chị trở về chị thành lập đảng, để mà chị cầm súng chị ra lệnh, để mà chị đập chết mẹ thằng Tàu nữa. Chứ các em là thanh niên, các em sợ dữ vậy? Hả? Tại sao các em sợ như vậy? Chị là người mà ở sung sướng ở đất Mỹ này nè. Nhưng mà đất nước Việt Nam mà nếu mà thằng Tàu Cộng mà nó qua nó giết không còn một thằng nào, kể cả những cái thằng chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam mà bị nó giết hết trơn rồi, thì chị cũng phải là người, những người cộng đồng người Việt ở bên đây người ta cũng phải vấn đề là hy sinh để người ta trở về, người ta lấy lại nước Việt Nam. Hội nghị Duyên Hồng ngày xưa chưa tới 20 triệu người, toàn là những vô lão thôi. Mà với cái sức mạnh của thằng Tàu Cộng nó trên gần 100 triệu quân như vậy, 100 triệu người như vậy, mà nó qua nó ăn hiếp Việt Nam, mà cái hội nghị Duyên Hồng vua mới ra lệnh là bây giờ giặc nó đông quá đông rồi, bây giờ không lẽ mình như thế nào, mình hàng hay là sao, mình đầu hàng hay là sao? Thì mọi người mới nói rằng mình đầu hàng là sẽ mất nước Việt Nam, mình đầu hàng là mình sẽ bị nhục lắm. Cho nên bây giờ mặc dù những bô lão chúng tôi già như vậy rồi, nhưng mà chúng tôi phải quyết chiến, phải quyết đánh. Cho nên hội nghị Viên Hồng, những này là các vô lão, những người những này là kêu bằng là phụ nữ cũng đi ra để mà đánh mới có được cái nước Việt Nam ngày hôm nay. Cho nên các bạn ở trong nước nó cứ đưa cái thằng chó đẻ Hồ Chí Minh vô hoài, các bạn không biết được lịch sử, các bạn không biết được những này là lịch sử của Việt Nam thời hội nghị Viên Hồng, thời hai bà Trưng cởi voi để mà đập Tàu, thời Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, các bạn không biết con mẹ gì đó. Nó cứ đưa cái thằng tụi của thằng súc vật, thằng chó đẻ, thằng đại, thằng những này là thiếu tá Hồ Quang là thằng chó đẻ, thằng ma đầu, thằng súc vật Hồ Chí Minh vô, mà các bạn cứ là ở đó mà cứ đi mà ngồi đó mà ngục mà ngu mà lú lên mà cứ nghe thằng chó đẻ đó hoài. Lịch sử trống đồng người ta có, vấn đề là cơ bản là từ thời mà khai sinh nước Việt Nam, ngà voi trống đồng cây tre được kia để người ta làm tạm vong, tự nhiên bắt đầu là nó đưa vô viện bảo tàng cái nhật ký trong tù của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, mà không biết phải của nó không, toàn là chữ Tàu không, phải chi mà nó viết chữ nôm của mình thì không nói, viết toàn là chữ Hán không à, một thằng Tàu, một thằng súc vật, một thằng chó đẻ. Bởi vậy mà cho nên những này ở Việt Nam bây giờ các bạn thấy rõ ràng trong di tích lịch sử bây giờ nó đưa vô những bảo tàng một cái cuốn sách mà những này là ô nhục, là cái vấn đề nhật trung, nhật ký trong tù của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, mà phải tuần chữ của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh viết không. Rồi mấy con chó trong đây là tụi mày đừng có nói tiếng Việt Nam. Đó, mấy con chó mà cuồng hồ cuồng đảng đừng nói tiếng Việt Nam, đi học tiếng Hán đi. Nó đưa cái cuốn sách nhật trung nhật ký tụi mày biết cái đéo gì. Ngồi đây
Nghe nói tới thằng chó đẻ Hồ Chí Minh cái là nhảy thẳng lên, sợ. Chị ơi chị, hiến kế cho em đi chị. Em đang làm trong hãng Thanh Long của thằng Tàu Cộng, mà chủ nhà là người Việt Nam. Làm sao em giết được mấy thằng đó đây chị? Nó mướn nhà làm sao em quăng xăng chị ơi? Có cách nào chỉ em? Em lo gì? Một khi mà em có thủ đoạn là em sẽ làm được hết trơn à. Em yên tâm đi. Em có thủ đoạn là em làm được hết á. Thằng Việt Nam hay là thằng nào cũng kệ mẹ nó, Việt Nam mà muốn giết người Việt Nam của mình thì cho nó đi bán muối luôn, cho đi theo thằng Hồ chó đẻ luôn. Khỏi sợ. Em lo gì? Em lo gì mà vấn đề là hiến kế. Một hồi nó xong đi rồi chị vào chị hiến kế cho em. Một hồi nó đi rồi chị sẽ vào chị hiến kế cho em nha. Ừ. Bây giờ chị hiến kế ngoài này cái lũ đầu bò nó nghe được mất công lắm. Một hồi nó đi chị vô chị hiến kế cho em. Chị ơi chị, theo em nghĩ rằng nó sẽ bỏ thêm chất phụ gia vào trong nước để làm tăng hoạt tính của chất đó lên, vì cách này chính là cách Đức Quốc xã đã làm, bắt tù nhân chính trị phải ngoan ngoãn nghe lời, cho nồng độ cao sẽ làm tê liệt thần kinh giống như bị khùng khùng điên điên vậy chị ơi. Cái chất này nếu mà âm thầm sẽ làm cho thế giới lên án, cho nên nó sẽ làm âm thầm đó chị. Chị nhớ nói cho mọi người dân biết về cái nước nha chị. Ừ. Chị sẽ lên chị nói, chị đã nói rồi. Những gì chị nói các em thấy rồi đó. Bây giờ con nít ở tại Việt Nam có mấy tuổi thôi mà giờ nó bắt cóc các em thấy rồi đó. Để mà những này chị đưa cái tin tức lên cái lũ ở trên đây nè. Nó cuồng hồ nó chạy lên nó chửi. Nó nói mày đưa tin dịch đó, giờ tin dịch không? Nó bắt cóc ở Việt Nam báo đăng đó tin dịch không? À, Lisa cảnh báo chuẩn bị nước Việt Nam, nó thằng chó đẻ Tàu Cộng nó bán cho vấn đề là tao thằng chó đẻ trồng lúa nó bán cho Tàu Cộng, có tin dịch không đó? Bây giờ 15 văn bản nó ký nó đưa rồi đó, chuẩn bị vô hội nghị thành đô rồi đó, mật ước rồi đó, có không? Tin dịch không hả? Tin dịch không? Bây giờ đó nó nhận chỉ thị của thằng Tàu Cộng, chuẩn bị nó khai trừ đảng sạch sẽ hết, những con chó nào ở đảng mà ngu ngục trung thành nó khai trừ mẹ nó hết trơn nghe đó. Lisa mới nhận được đó, nó từ từ nó sẽ vấn đề là kêu bằng là nó khai trừ đảng hết trơn để nó đưa vấn đề là người Tàu vô không. 8 giờ sáng trời vẫn tối chị Lisa ơi, người dân Sài Gòn phải bật đèn chạy. Ừ thì nó ô nhiễm mà trời, trong tương lai 10 giờ sáng bây giờ đủ mẹ nó ra, nó cũng vấn đề là tối âm u như trong địa ngục bây giờ nha. Ừ. Chị Lisa ơi, chị Lisa có cách nào để cứu vãn không chị? Người dân ở Việt Nam bây giờ thờ ơ lắm chị ơi, sợ như vậy, có cách nào để mọi người đứng lên không? Người dân Việt Nam chỉ còn trông vào ông Trump bảo kê cho Việt Nam Cộng Hòa về nước để đứng lên thôi. Ở đây ai ai cũng nói như vậy, họ nói họ không làm gì được hết. Các em chờ tới Tết đi để ông Trump ông bảo kê cho Việt Nam Cộng Hòa về. Các em không đứng lên, toàn dân mọi người không đứng lên thì làm sao mà Lisa, làm sao mà Hoa Kỳ có cái cớ để mà vấn đề là đi vào Việt Nam. Một khi mà toàn dân phải đứng lên, phải chịu sự hy sinh, rồi lúc đó thằng Cộng sản chó đẻ nó giết dân rồi, mới có cái cớ bắt đầu Liên Hiệp Quốc người ta mới cho vấn đề là đi vào, để mà vấn đề là cứu dân Việt Nam. Chứ bây giờ các bạn ngồi đó không mà đợi cho ông Trump đi về, không khéo mẹ vấn đề là cho ông Trump về rồi thằng Cộng sản tới nó nắm đầu các bạn, nó bắt các bạn phải cầm súng để đánh lại vấn đề là Việt Nam Cộng Hòa nữa. Các bạn cũng nghe lời nó hay sao? Ngày xưa nó đã làm rồi đó, nó đi vô trong miền Nam đó, Việt Nam đó, nó vô những cái vùng thôn quê cũng gì quá run sợ đó, nó đưa dao đưa súng vô, nó bắt buộc phải đưa gạo cho nó, phải giấu nó, phải nuôi nó để mà nó cướp miền Nam Việt Nam. Bây giờ nó cướp ruộng cướp đất rồi, cũng vì cái sợ sệt đó mà ra đó, rồi bây giờ cũng sợ sệt nữa, cũng ngồi đó cũng chờ đợi Việt Nam Cộng Hòa, cũng chờ đợi ông Trump Hoa Kỳ về, rồi không khéo người ta về rồi bắt đầu nó kêu gọi, nó bắt buộc phải đi vô, thậm chí con cháu của mọi người phải đi vô trong nghĩa vụ quân sự để cầm súng bắn ngược lại ở đây nữa. Nó không có ghen là vậy đó. Không có gan là vậy đó. Cô ơi, nếu cuộc biểu tình sắp tới nổ ra thì vũ khí ở đâu mà nhân dân có thể đấu tranh hoặc là đấu lại với bọn chó đẻ đảng đỉ vậy cô? Như vậy cuộc biểu tình rất dễ tan rã cô à. Con có đọc lịch sử rồi, hồi đó thằng Cộng sản từ mới thành lập chưa mở rộng mở, nó lừa nhân dân để mà đứng dậy đấu tranh. Nhân dân đã được vũ trang do chủ nghĩa Lenin, tức Liên Xô và Tàu Cộng cung cấp nên mới đánh được thực dân Pháp cô ạ. À. Vậy
Làm sao bây giờ để người dân toàn nước phải đứng lên để liên kết lật đổ thì phải có vũ khí. Làm sao mà nhân dân có được vũ khí trong chế độ này cô? Nếu không có vũ khí thì quân đội cũng như công an, nó có vũ khí trong tay thì nó sẽ lên, nó quách không còn một mạng nào, sẽ tan rã hết cô ơi là cô. Em ngây thơ quá. Tất cả những cuộc cách mạng ở bên Ukraine, tất cả cách mạng ở bên những này là tất cả các nước mà người ta những này là lật đổ một cái chế độ, người dân đứng lên, cái chế độ độc tài nó có cho người dân vũ khí không? Nó có cho người dân vũ khí gì hết trơn. Nhưng mà tại sao người ta lật đổ được một cái chế độ như vậy? Các bạn và các em ở tại Việt Nam phải sử dụng bơm xăng. Khi mà toàn dân, mà sức mạnh của toàn dân mà xuống đường dùng bơm xăng, đầu tiên là biểu tình, nhưng mà khi mà bạo động lên rồi nó dùng xe tăng là dùng bơm xăng để mà phang vào, nó bắn nó giết thì phải có một cái người, người ta sẽ quay lại tất cả những cái hình ảnh đó để gửi qua nước ngoài. Thì khi mà những cái thông tin đó mà lọt ra nước ngoài là chắc chắn Hoa Kỳ, những đề các nước tự do người ta không để yên đâu, người ta sẽ đi vào liền. Với sức mạnh của người dân mà không lẽ các em nhào vô, các em chọi bơm xăng, các em không vô, các em cướp được vũ khí của nó à? Các em thấy xe tăng của nó bên Ukraine không? Súng đạn, súng cối bên Ukraine không? Nó ào ào đi vô mà người ta dùng bơm xăng, người ta ngăn chặn, người ta chổi cháy mẹ xe tăng hết trơn. Gần hơn 40 mấy chiếc xe tăng của nó đi vô rồi mẹ cháy banh tành hết trơn. Chỉ vì bơm xăng thôi đó, người ta chổi đó. Đó. Chứ đâu phải là cần vũ khí để về Việt Nam. Còn bây giờ nếu mà cần vũ khí thì bây giờ nếu em sợ em cần vũ khí thì cứ việc trong cái thời kỳ mà người dân toàn bộ đứng lên dùng bơm xăng chổi như vậy, các em vô cướp đồn luôn, vô giết những cái thằng chó đẻ công an hay là những cái thằng nào những này là trong đồn trong bót, các em mỗi người giật một cây súng các em giữ trong người, các em giấu để có gì các em sợ quá thì em lại lên bắt đầu các em giật súng đó, các em lên đạn, các em những là nhớ kỹ đi, thằng cộng sản ngày xưa cũng vậy nữa, nó cướp chính quyền là nó đâu có vũ khí, con mẹ gì thời Giật Minh nó có vũ khí đâu, nó vô nó cướp chính quyền, nó đứng lên nó cướp chính quyền là nó đi tràn vào những cái đồn bót, bắt đầu nó cầm dao nó cắt cổ để mà nó giật súng thôi, có một cây súng một là từ từ nó đi cướp được thôi, đó gọi là cướp mà các em không nghe nói sao? Thằng cộng sản Việt Nam nó cướp chính quyền chứ đâu có đánh đấm mẹ gì đâu. Nha. Yeah. Ừ. Cho nên nhưng mà là các em cứ yên tâm đi. Đừng có sợ nó nữa. Cứ mà ngồi sợ vũ khí hoài không có thành công được đâu. Chị Lisa ơi, em có điều không hiểu, nước Việt Nam hiện tại bị hủy hoại thối nát như hôm nay là do bộ máy nhà nước hiện tại cai trị chứ đâu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đâu chị. Bác chỉ tìm cách và cố giành lại độc lập tự do cho đất nước mà thôi. Trời ơi, em còn nhỏ em chưa có biết đâu. Thằng bác của em đó nhờ có thở dĩ mà ngày nay đất nước thối nát như thế này, sở dĩ ngày nay bộ máy nhà nước nó cai trị tàn độc như thế này là nó đem cái thần tượng của thằng bác của em vô đó. Nó lợi dụng, nó đem thằng hồ chó đẻ vô, nó lầm vô để mà nó cướp người dân, nó lấy nhà lấy đất của người dân đó, em hiểu không? Chứ thằng Hồ Chí Minh thì bây giờ nó đã chết, nó thành tro thành bụi rồi. Nhưng mà bây giờ cái đảng đĩ đó, cái nhà nước bây giờ đó, nó lợi dụng cái thằng có chó đẻ Hồ Chí Minh đó. Cho nên em cứ gửi cho chị, em cứ khóc lóc hoài, chị mệt em ghê vậy đó. Em sợ quá, em có yếu quá thì em đi ra ngoài ba đình đó, em nằm ở đó đi, em cống hiến cho nó đi. Em vô em cứ nói với chị hoài à. Em con gái hả? Em con gái thì em đi ra ngoài em cởi quần, em đưa cho nó coi đi, em tế thần cho nó đi. Cứ ngồi lên trên đây cứ chánh quyền thối nát, không phải thằng Hồ Chí Minh, không phải bác này kia cái nọ không. Em đọc đi, em đọc lịch sử đi, rồi em mới biết được ngày hôm nay thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam nó cai trị, nó lợi dụng ở cái gì? Nó lợi dụng ở cái tư tưởng của thằng Hồ Chí Minh, nó gạt sinh viên tuổi trẻ ở trong nước như các em là nó đem thần tượng thằng Hồ Chí Minh ra. Chứ nếu mà bây giờ mà vấn đề là bỏ cái thần tượng thằng Hồ Chí Minh thì bây giờ Đảng Cộng sản chỉ là một đảng đĩ, chỉ là một đảng cướp thôi. Thì những người như tụi em đó là thức tỉnh ra thì làm sao nó cai trị được? Em hiểu chính trị hay không? Nó lợi dụng vào thần tượng của thằng Hồ Chí Minh, nó lợi dụng vào tư tưởng của Mác Lê để mà nó cai trị đè đầu cởi cổ người dân. Bây giờ em ngồi em cứ bảo vệ cho thằng chó đẻ Hồ Chí Minh thì thằng đạt đĩ, cái chính quyền tối nát nó vẫn còn hoài. Mà em ngồi đó em cứ khóc lóc với chị hoài. Em phải nhìn nhận ra như vậy. Những thằng trong bộ chính trị ngày nay, những thằng chó đẻ nó cũng không có ưa gì cái thằng bác của em đâu. Nó coi thằng bác của em, nó đều biết thằng bác của em là một thằng tào cẩm, là thằng thiếu tá Hồ Quang. Nó chỉ có nhồi sọ cho các em hiểu như vậy thôi. Các em tưởng Hồ Chí Minh là người tìm đường cứu nước à? Chỉ cho các em biết thằng Hồ Chí Minh sanh năm nào. Năm 1900, những đây là kêu bằng 1890.
Mà trong khi đất nước Việt Nam vấn đề là kêu bằng là bao nhiêu đời ông bà của mình từ thời khai thiên lập địa bây giờ 4.000 năm. Mà các em ngồi đó các em cứ nói là kêu bằng là các em nói chuyện sắc sược vậy đó. Mà các em cứ nói hoài à. Các em cứ nói là vấn đề là kêu bằng thằng Hồ Chí Minh nó vấn đề là kêu bằng là nó giải phóng đất nước, không có thằng Hồ Chí Minh làm gì có đất nước mình ngày hôm nay. Vậy chắc trước thằng Hồ Chí Minh đất nước Việt Nam là ở đâu? Ở đâu ra? Ông bà tổ tiên của mình ở đâu ra? Hả? Thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó sanh năm 1890, vậy trước năm 1890 không có thằng chó đẻ Hồ Chí Minh đất nước Việt Nam như thế nào? Ở đâu? Chị Lisa ơi, chị ơi, chị nói chuyện hay quá. Tết nay có một số công ty không trả lương tháng 13 cho công nhân lên báo với công đoàn thì bị phớt lờ. Trời, nó ăn gơ với nhau, trơn chị nói em rồi. Nó ăn rơi với nhau trơn, nó đâu thèm trả lương đâu. Các em đi vô làm cho vấn đề là kêu bằng là những cái công ty tàu trong tương lai cũng vui lắm. Nó vô nó bóc lột sức lao động các em đã đời rồi, bắt đầu nó không trả lương các em. Hôm qua nó lên nó vinh hạnh kìa. Nó lên nó nói rằng là kêu bằng là lựa người mà đi làm nô lệ với danh nghĩa xuất khẩu lao động gửi về cho thân nhân ở người nhà. Bắt đầu là nó gom vô được 11 tỷ rồi nó đổi tiền vàng mã ra để cho xài. Người dân Việt Nam bây giờ đói khổ quá rồi, bây giờ chỉ cần mong đồng tiền thôi, kệ mẹ nó. Chồng mình đi làm thân trâu bỏ bên nước ngoài, chỉ cần gửi về Việt Nam bằng đô la thì cứ đi lên ngân hàng lấy cái tiền già hồ ra mà xài thôi. Cho nên nó ôm trọn hết 11 tỷ đô la sức lao động của cha mẹ ông bà của các em đó ở Việt Nam đó, đi làm nô lệ đó. Hãnh diện gì, hãnh diện gì mà vấn đề là cái bằng là như vậy hả? Chị Lisa ơi, em nghĩ chị nên kêu gọi mọi người in 60.000 tờ rơi, khỏi cần in gì hết đó em ơi. Bây giờ thời đại internet chứ không còn như ngày xưa đâu. Ngày xưa thì vấn đề là mình còn in tờ rơi, còn bây giờ internet chỉ cần em lên mạng một cách bốc là xong hết trơn, em biết hết, nó khỏi cần tờ rơi tờ rớt gì hết trơn. Ngày xưa là không có internet, người ta mới dùng những cái truyền đơn để mà người ta thông tin cho tất cả mọi người. Bây giờ thế kỷ 21 nó văn minh rồi, chị ngồi tuốt ở bên đây mà chị cũng nói chuyện được cho gần cả mấy chục ngàn người ở trong nước Việt Nam. Rồi mấy chục ngàn người bắt đầu truyền cho mấy chục triệu người ở Việt Nam nghe. Thì làm không có cần thời đại này, không có cần tờ rơi, tờ rét gì hết trơn á. Với cái vấn đề là dân số bây giờ ở tại Việt Nam đó là 45% truy cập internet, mà đa số là tuổi trẻ của các em, thì các em đã truy cập internet, các em sẽ nói ra, các em rỉ ta cho tất cả mọi người dân ý thức được. Bây giờ người dân ở Việt Nam đã ý thức được rồi đó, các em thấy không? Đâu cần phải rải những cái tờ rơi như ngày xưa nữa đâu. Các em rải tờ rơi có thể trong một cái chợ người ta biết thôi à. Còn bây giờ chị ngồi ở bên đây đó mà chị nói tiếng nói của chị là cả nước Việt Nam biết hết trơn nha. Yeah. Chị ơi chị, em đau đớn lắm chị ơi, chuẩn bị nó lấy chợ nữa rồi kìa chị. Ừ, thì chị đã nói rồi. Chị đã nói rồi, nha. À, rất hay, em rất bực tức. Những cái tên nó vào nó chửi bới chị trong chương trình của chị cho phép em chửi nó nha. Em ở Việt Nam em chửi em coi chừng đó, em chưa có đổi cái mã số ở bên nước ngoài này, nó theo nó biết được em đó. Nó giả giờ nó vô nó chửi thôi, cho nên nó chửi thì cứ để cho nó chửi đi. Chị xăm chương trình rồi chị duyệt lại là chị vấn đề là cho nó đi vô trong hang bắt bó với bác của nó thôi, em yên tâm đi, cứ để cho nó ngồi đó nó sủa đó. Hoặc là những người ở hải ngoại này đó là người ta lên ta chửi lại với nó thôi, em ở trong nước mà em tức tức ra nó chim mồi em là kể như xong đó. Nó giả bộ nó tìm được cái IP của em rồi nó làm khó làm dễ em thôi. Cái lũ này nó khôn lắm, nó giả bộ nó là vậy thôi, nó đánh vào cái tư tưởng của em thôi nha. Chị Lisa ơi, sống ở trong cái chế độ cộng sản này sao khổ quá chị ơi, không thể nào ngóc đầu lên được. Tết này không có tiền, còn nghèo hơn Tết vừa rồi nữa, thì mỗi năm nó mỗi nghèo, em yên tâm đi. Năm nay em thấy không, đó, sau khi chị tuyên bố rồi đó, nước được bị ngập mặn hết trơn rồi đó, người dân người ta làm lúa tại đồng bằng sông Cửu Long bây giờ nó mẹ thất mùa tùm lum, đâu có ai trúng mùa đâu. Nha, đâu có ai trúng mùa năm nay đâu, đời sống người dân quá khổ rồi, người ta đâu sợ nữa đâu. Bây giờ buôn bán thì bị bắt bớ, bị dẹp chợ. Em thấy rõ ràng rồi đó. Mà người dân thì thờ ơ, người dân không chịu đoàn kết để đứng lên thì chết thôi. Chị nói thật một câu như vậy đó. Người dân ở Việt Nam là phải đứng lên. Còn người dân mà không đứng lên là chỉ có con đường chết mà thôi. Chết và chết và chết. Lisa ơi, cô nói những cái gì ở Việt Nam đều là chính xác. Tôi rất là thích cô. À, cảm ơn. Chị ơi chị, mấy tên chó
Cộng sản nó đòi hợp tác với Facebook và YouTube để chặn các tin tức của chị vào Việt Nam. Em lo sợ sẽ không còn nghe và thấy chương trình của chị nói nữa. Nó chỉ rung cây nhát khỉ thôi, em yên tâm đi. Nếu mà nó chặn á, thì kể như là em có những cái firewall em sẽ đi vào hết á. Em vào em nghe được hết á. Em vào em coi được hết á. Em cứ yên tâm đi nha. Ừ. Chị ơi, em ở Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nè chị. Chị thông báo cho mọi người biết chợ Bắc Sơn ở Rạch Giá nó cũng ra quyết định lấy chợ luôn rồi kìa chị ơi. Lúc này mấy thằng chó đẻ tàu cộng nó có mặt rất nhiều ở Rạch Giá. Nó đi từ tốp một cỡ mười mấy thằng. Nó xâm trổ đầy mình chị ơi. Nó thường xuất hiện ở những quán cà phê và quán ăn. Người dân Việt Nam của mình sợ lắm. Thậm chí có nhiều người nói khổ quá thôi kệ mẹ nó đi. Nếu tàu vào nó mua bán, mình mua bán được cũng đỡ. Chứ người dân ở trong nước bây giờ nghèo quá, không có tiền. Bây giờ mua sắm với trơn mình buôn bán ế. Cho nên bây giờ tàu nó vô được rồi thì mình được buôn bán được rồi thì kệ mẹ nó đi, nó muốn vô nó vô. Thậm chí nhiều người dân còn nói nữa chị ơi, nói ở với thằng cộng sản chó đẻ này, đảng đĩ này khổ lắm. Ngay cả công an nó còn là người Việt Nam mà nó còn đánh đập người Việt Nam thì thôi kệ mẹ nó đi, để cho tàu vào đi biết đâu chừng còn hơn. Nhưng này là thằng cộng sản này đó, người dân một khi mà người ta đã vấn đề là quá ấy rồi đó, người ta vấn đề là ngây thơ như vậy. Các em thấy tội nghiệp không? Dạ thưa, người tàu nó vô nó không có thương người Việt Nam của mình đâu. Nó vô nó giết không à, nó giả bộ nó nói chuyện ngọt ngào chứ nó vô nó mổ bụng, nó lấy hết nội tạng, nó dụ nó giết chết, nó diệt chủng à. Chứ không bao giờ nó thương đâu, mà đừng có mong cho thằng Tàu nó vô. Bây giờ biết thằng cộng sản Việt Nam nó khốn nạn như vậy rồi, nó cùng chung là người dân, bây giờ người dân Việt Nam ta mong làm sao mà vấn đề là cứu vớt được. Đó bây giờ các bạn thấy không, buôn bán ở Việt Nam bây giờ lỗ mẹ cho người dân khổ quá, đâu có còn gì đâu muốn bán. Ế như cái chùa vậy đó. Bây giờ thấy được khách của tàu cộng nó vô toàn là thành phần giang hồ không mà xăm trổ tùm lum. Nhưng mà vô thì những này là kêu bằng đó là cũng cúi đầu kệ mẹ nó đi. Bây giờ đó, mày muốn chửi muốn làm gì làm, miễn đưa tiền là được rồi. Ừ. Thấy không? Họ đi cái lũ chó điên vô luận duyên, tao bay đứng vô đây nói con điên con khủng cho nó điên khùng. Tao bay vô đây làm chi tao bay nghe. Tao bay nói người ta điên người ta khùng. Mà người ta ngồi người ta nói chuyện lần nào tao bay cũng giác cái mặt chó. Tao bay vô đây ngồi nghe trơn mà điên khùng. Điên khùng kiểu gì? Điên khùng mà tao ngồi tao biết hết chuyện lịch sử, tao nói cho mọi người nghe vô đây điên khùng. Còn tao bay tỉnh quá tao bay chạy cho tao bay nghe tao chửi cha mắng mẹ, tao bay lôi đầu thằng chó đẻ Hồ Chí Minh với cái đảng đĩ tao bay ra không, tao bay ngồi tao bay điên không hả? Mày về mày hỏi ba hỏi má tao bay đi, có điên khùng không hả? Người ta điên khùng, người ta lên ta nói chuyện cái này là cái video người ta lúc nào cũng 50-60 ngàn người vô nghe coi hết trơn à, người ta vỗ tay. Còn tao bay chạy vô cho tao điên khùng, tao bay cho tao bay là tỉnh, tao bay cứ giác cái mặt chó tao bay vô trong đây hoài rồi. Tao đâu có mời tao bay vô cái chương trình đâu mà vô đây nghe đồ lũ súc vật đi. Bài đặt không biết đâu, mẹ nhảy cứng 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 lên chạy vô mà đặt gặp Lisa bắt đầu đi vô tao chửi mày cái lũ ba que à. Lisa trả lời lại, tao lấy ba cái que tao chọt vô cái lồ má của tụi bay đó, tao chọt vô con mắt của mày, tao chọt vô lỗ lờ của mày, quảng hồn chạy mẹ trời hết dám nói ba que. Mà Lisa không hiểu ba que là gì, tụi tao hay lắm chạy cứng 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 vô nói ba que gì hả, là mấy cái cây que đó hả. Tao chọt vô trong những đây là kêu bằng đó là con mắt của tụi bay, tao chọt vô trong cái lồ má của tụi bay chứ đó, mày bật vô ba que với tao đó. Có con là thằng nào chửi tao ba que đi, tao vô tao chửi tao mà xem tao, nhất là mấy con ngựa mà những đây là trên đây nè mà đặt xào xạo tao que không hả. Tao lấy que tao chọt vô trong những đây là cao tàng cố tổ dòng họ tao bay luôn, tao đào mồ quốc mã tao bay đặt lắng lén vô đây chửi hả. Tao dừng đầu tao bay, tao chĩa đầu tao bay ra, tao ỉa tao tay tao tét cho bằng thờ của những đây là cái lũ chó đẻ tao bay cuồng hô cuồng đạn nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, hôm qua trường công nghiệp có nữ sinh nhảy lầu 12 á chị, mà nhà trường không cho đăng tin lên báo chị ơi. Trường ở trên Sài Gòn đó chị, tên trường là Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tối hôm qua lúc 7 giờ á chị, nữ sinh đó nhảy lầu 12, nhảy lầu 12 xuống sinh viên bọn em tính chụp hình mà bị ông bảo vệ đuổi về, rồi các công nhân viên trong trường mau mau dọn dẹp hiện trường, đóng cổng trường lại, không cho học sinh hay ai vô cả hết chị ơi. Mà trường này mỗi năm đều có một người chết á chị, năm ngoái cũng có một người chết mà kẹt ở thang máy, mà cũng bị trường này giấu giếm luôn chị ơi. Trường này tên là Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, thì đảng đĩ nó vậy đó, đảng đĩ nó che giấu hay lắm mà. Ừ. Ừ, giống như cái thằng nào đi bộ đội cũng vậy, nó cũng che giấu hay lắm. Ừ, nó có một cái hội đoàn mà
Nó có một cái hội đoàn đi tới đó, cái bắt đầu nó giả bộ nó đưa mấy cái con những này là dẻm ở ngoài Hà Nội vô nó. Các bà đặt vô giả bộ nha, giả bộ vô em. Em hãy khóc đi, chị hãy khóc đi, mình cùng là đàn bà với nhau mà ai không thương con. Chẳng may đưa cháu nó đi vô trong trường đi thi hành nghĩa vụ quân sự để bảo vệ đất nước của mình. Chẳng may là con nít mà trời ơi, trong trọng toàn là những đứa cùng trang lứa với nhau không. Nó lỡ tay nó quánh cháu chết vậy rồi thôi chị cũng đừng có buồn nữa. Đảng và nhà nước cũng lo cũng buồn lắm. Cho nên thôi đi đừng có khóc nữa. Bây giờ đem cháu về để mà chôn cất cháu đi. À, này kia kia nọ tới chừng này ẵm con ta về mẹ nó mổ một đường dài sọc mẹ tim gan phèo phổi nó lấy ra sạch sẽ à cho mấy cái con đĩ mà những này là kêu bằng nó là dẻm cái nó vô nó nói chuyện hay lắm mấy con những này là kêu bằng xuất vật này nè nó vô nó ngồi nó nói chuyện nghe hay lắm con người ta chết vậy đó nó vô nó làm giả bộ lúc đầu tiên nó vô nó dùng mà nó giống như thời xưa mà đi những này là kháng chiến chống Mỹ vậy đó à, một bà mẹ già mà đưa chồng mình đưa con mình gần 4 năm thằng con trai đi vô chết mẹ trơn rồi sau khi nhận bắt đầu bà đập đầu lên đập đầu xuống bà khóc lóc còn của mình lên bà nó chạy vô nó đưa một cái băng hội phụ nữ những là xuất vật vô bắt đầu ngồi nói chuyện hãy khóc đi khóc nữa đi khóc để cho quên đi cái bộ lại nó ôm nó vỗ vai nữa kìa ai cũng vậy ở trong thời kỳ lửa đạn ai cũng bỏ thân mình cho đất nước hết trơn khổ lắm bởi vì cái bọn Mỹ ngụy này nè cho nên thôi đừng có nín đi rồi kia đó bắt đầu bà nội nè bà nín rồi giờ này đủ mẹ nó ra đất cát bị mất mẹ trơn rồi đó bà nên đó bà cởi quần tuột áo ra cho bỏ tật đó hy sinh cao cả quá bây giờ thằng Tàu Cộng chuẩn bị qua nó lấy mẹ nước Việt Nam từ Bắc chí Nam luôn rồi kìa ngồi đó mà nghe lời mấy cái con súc vật đó đi em vô đó mà ngồi đi. Lên đó đi. Chị ơi, một người em là một người trong nội bộ, em sẽ gửi cho chị biết. Ngai đèo 40, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cách mỏ quặng bô xít khoảng 20 km, trong rừng không biết bộ đội Việt Nam hay là người Tàu trá hình đang đào một đường hầm cực kỳ bí mật xuyên từ Lâm Đồng cho đến tận Đồng Nai. Chị hãy nên thông báo tin này cho tất cả dân Việt Nam biết. Nó là cơ quan tuyệt mật, không ai có thể thấy và biết được. Và cho biết rằng họ đã âm thầm chuyển vũ khí vào đây. Tại sao biết được? Là vì có rất nhiều người mặc áo bộ đội đến đây làm việc. Nhưng tại đây, để di chuyển tới cái nơi mà họ được chuyển lên, họ cho đi bằng xe buýt chị ạ, gọi là xe bít bùng, tức là họ che lại hết tối, không ai trong xe biết đi đâu. Khi đi lên xe không biết mình đang ở nơi nào, không biết họ đang ở chỗ nào, họ không biết vì làm việc ở trong đó, họ không được cho ai nói chuyện với ai. Khi vào đó rồi, họ nói rằng cấm không ai được nói chuyện, và khi làm việc trong đó rồi, họ không bao giờ cho mình đi về nhà. Có ba anh này không biết quê quán ở đâu bỏ trốn, mặc áo bộ đội, họ đói và khát lắm. Nhưng khi chúng bắt lại được rồi, thì chúng đã giết chết và mổ nội tạng ngay tại trong đó luôn. Ai ai cũng không dám nói một tiếng nào. Gặp được mấy người làm vườn, ông này thì em giấu tên, ổng tội nghiệp quá, nên cho cái áo và tiền để ba người này đón xe về quê. Ba người trước đã bị giết rồi chị ạ. Chị đọc xong, chị xóa cuộc trò chuyện này với em để em được an toàn hơn nha chị. Em nghĩ cái này, nếu bộ đội Việt Nam thì họ đào từ Đồng Nai về Bô Xít để không phát hiện. Nhưng cái này tại sao từ Bô Xít mà nó đào xuống tới Đồng Nai? Em nghĩ rằng đây là âm mưu của thằng Tàu Cộng chị ơi. Nhưng em không biết làm sao bây giờ. Thì dĩ nhiên rồi đó. Ở Việt Nam bây giờ nó âm thầm như vậy đó mà người dân Việt Nam nó giả bộ nó dụ cho đi ra chơi game. Con nít thì chơi game. Tuổi trẻ thì vấn đề là lớn lớn chút đó thì đi ra cứ việc vấn đề là kêu bằng là ăn nhậu đèn lên là cứ việc ăn nhậu không biết con chuyện gì hết trơn. Bây giờ nó thằng Trọng Lú nó ký 15 cái bản án tử hình như vậy rồi đó Việt Nam cũng không biết mẹ gì hết. Chị ơi chị nói sơ lược về sự kiện việc Tàu Cộng thôn tính Tây Tạng. Đi chị, em rất muốn nghe mấy hôm nay TV chiếu phóng sự về Tây Tạng, nhưng nó nói đây là một bộ tộc nhỏ của người Trung Hoa. Em thấy người dân ở đây hơi lạc hậu, kiểu như bị cách ly với thế giới. Vậy liệu Việt Nam sau này có giống như họ không chị?
cái xứ Tây Tạng là trên đỉnh núi tuyết, quanh năm người ta ở trên đó, cái phong tục của người ta rồi. Cho nên thằng Tào Cộng nó đi vào đó, ở tại Tây Tạng là người ta chỉ có Phật giáo thôi, người ta thống trị ở trên đó, người ta cai trị với nhau trong cái bộ lạc. Bây giờ nó lên nó cướp mẹ cái Tây Tạng rồi, các em thấy bây giờ lên nó kéo đầu người Tư Tạng nó đập như thế nào, những cái tòa thánh hay là những cái chùa chiền của Tây Tạng nó đập sạch sẽ. Cái Việt Nam mình sau này cũng giống vậy thôi, em yên tâm, nó giả bộ nó nói lạc hậu đó, thì trong tương lai hôm qua thằng Tào Cẩm nó nói với chị rồi đó, Việt Nam mình cũng lạc hậu dữ lắm, ở trong những cái vùng thôn quê xa xa mới có một căn nhà. Bởi vậy cho nên bây giờ tình báo của Hoa Nam nó đưa quân đội vào để kia còn khống chế một cái làng, một cái xóm, âm thầm đi vô cắt cổ giết chết là xong thôi chứ có mẹ gì đâu. Đó, Việt Nam cũng lạc hậu vậy, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam 42 năm rồi nó làm cho lạc hậu rồi. Bây giờ người dân tuổi trẻ các em mới chuẩn bị nhú rang, cái chuẩn bị tìm được sự thật, là bây giờ các em thấy nó ngăn nó chặn tùm lum hết trơn không, nó vừa bắt bỏ tù, nó vừa hăm dọa, nó vừa chặn hết internet được, cái thông tin ở nước ngoài nó chặn sạch sẽ hết trơn, nó sợ tới mức độ như vậy đó, em thấy rõ ràng hay không, nó sợ lắm. Trời ơi, cái gì mà nói tới sự thật là nó sợ vô cùng đi, các em yên tâm nha. Các em yên tâm đi, thằng đảng đĩ là nó như vậy đó, bởi vì nó sống trong lừa bịp mà, nó sống trong lừa bịp cho nên nó sợ người dân Việt Nam biết được sự thật dữ lắm nha. Xăng sẽ gánh 8.000 đồng một lít, trời ơi thấy ghê vậy trời. Thuế bảo vệ môi trường sẽ lên 35%, ở ai làm doanh nghiệp ở Việt Nam chuẩn bị la làng đi, còn ham sống ở tại Việt Nam nữa không. Sống đi nha. Chị ơi chị, ghê lắm là chị ơi. Chị ơi là chị, đổi thành 88888 số này nha chị. Để chút nữa chị quay lên là chị, vấn đề là cho mọi người thấy. Ok, em chỉ dặn cho chị đó hả. Để chút nữa chị lên chị cho mọi người, người ta vấn đề là biết nên ta vô người ta đổi. Ok. Có nhiều người vô trang web chị, người ta không thấy gì hết trơn, tại vì nó chặn mẹ hết trơn rồi. Nó chặn mẹ hết trơn rồi. Chị ơi chị, 45 phút rồi kìa chị ơi. Phải 45 phút không đó, hay là dụ tôi á, hôm qua mới có ba mấy phút mà đặt dụ tôi ha. À, trời trời, coi vậy chứ cái mặt tôi dễ dụ lắm á, không biết sao cái điện thoại sao mà nhắc thời gian với tôi hoài à, phải chưa, 45 phút chưa? À, chắc 45 phút rồi phải không? Đúng rồi đó, 40 phút với hồi nãy 5 phút nghe nhạc nữa là 45 phút rồi. Thôi, chương trình khai dân trí hôm nay đến đây là xin chấm dứt. Nói tóm lại là bây giờ âm mưu ngày hôm nay là Tàu Cẩm nó đang xây một cái đường hầm từ ở tại Bô Xít Tây Nguyên, Lâm Đồng đi thẳng vào Đồng Nai, cho nên mọi người dân Việt Nam phải chú ý. Và bây giờ chuẩn bị bắt đầu là thuế má ở Việt Nam họ sẽ đội đầu lên thật là nhiều, và họ di dời nhiều cái chợ như các bạn đã thấy rồi, cũng quay đầu trở lại là đất nước Việt Nam đang bị thằng Tàu Cộng, vấn đề là kêu bằng là chuẩn bị nó thôn tính, cho nên người dân Việt Nam phải chuẩn bị đoàn kết, không còn sợ hãi, phải đứng lên. Các bạn đừng có sợ chết nữa, các bạn sợ chết là nó cứ tiếp tục, mà nó vấn đề là kêu bằng là nó đè đầu cởi cổ các bạn thôi. Hãy nghĩ rằng mình chết coi như là một thời gian nó tạm ngưng thôi, để mà cho tương lai của con mình. Bây giờ chị hít thở được không khí tự do bên Mỹ này, ngày mai có một thằng khủng bố đi ngang qua chị cũng sẵn sàng ra chị đổi mạng với nó, không để cho nó cắt cổ chị được, súng đạn chị trong nhà là cá đốc. Chỉ còn một thằng khủng bố nó tới là tao cho mày đùng 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 mày ngã chết mẹ mày trơn. Chị không sợ, không sợ chết là gì cả. Nha, cho nên người dân Việt Nam phải vượt qua nỗi sợ hãi, còn mà cứ sợ hãi sợ chết hoài thì kể như không làm được chuyện gì lớn đâu. Nha, chị đâu sợ chết đâu. Thôi, Lisa vấn đề là cái bằng đó là cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý vị chương trình ngày mai. Khai Dân Trí xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Bye bye.